Cho em hỏi phải làm gì khi người phụ nữ tuột cảm giác yêu trong quan hệ vợ chồng hôn nhân? Câu hỏi này là một câu hỏi thuộc dạng hiếp. Thứ hai á, là đa số phụ nữ hỏi câu này á, các bạn vợ á, là hiểu lầm. Hiểu lầm là như thế nào để anh giải thích? Tuột cảm giác nha. Khi gọi tuột cảm giác có nghĩa là cảm giác đang là gì đó bây giờ về không. Cái đó gọi là tuột cảm giác. Còn nếu như mà như thế này nè, muốn mà không được và nhưng mà lại không bỏ được, tức là bị phụ thuộc, tức là muốn nhưng mà không có, nhưng mà lại không không bỏ được, thì cái đó gọi là bị phụ thuộc. Tại vì một người muốn mà không được mà không phụ thuộc thì tự nhiên người ta ra đi một cách nhẹ nhàng, đúng không? Tức là mình không có cần cái điều đó. Anh giả sử nha, em đói bụng, em vô cái chỗ, em vô một cái đường mà ở đó em mua phở em ăn đi, nhưng mà em muốn ăn cái tiệm phở này, em bước vào cái tiệm phở này, nhưng mà tiệm phở này đông khách quá, không có bàn cho em ngồi. Nhưng mà sao biết không, em không phụ thuộc là vì sao? Có 5 tiệm khác bán phở cũng ngon như vậy. Tôi đâu phụ thuộc vô cái tiệm này đâu, đâu nhất thiết phải ăn tiệm này đâu. Tiệm khác cũng vẫn ngon mà tôi vẫn thích tiệm khác. Cho nên nó ô tiệm này đông quá mình qua tiệm kia. À, giống như bữa mình đi ăn chung với một số bạn ở ở cái chỗ gì đó, ở cái Landmark mà ở dưới cái hầm. Các quán nó đầy rồi, cái đi ăn cái tính ghé vô cái tiệm ăn Lào, cái gì Kham Văn gì đó, tên gì Lào gì đó. Tính ngồi vô ăn nhưng mà thấy họ ngồi đầy quán rồi, quán chắc là ngon cho nên nó đắt. Họ ăn cái thấy phải đứng chờ 20 phút anh ơi, cái nói thôi chờ đi qua chỗ khác ăn. Rốt cuộc chạy vô cái Hadilao gì đó, cái Milao, Bidao gì đó, Hadilao hay gì đó, đại loại gì đó. Vô đó ngồi ăn, ăn cũng ngon. Cho nên nếu như ở trong cái tình huống mà không có được nhưng mà không bỏ được, tạm gọi tức là không ra đi được á, thì gọi là bị phụ thuộc. Thì thường các bạn nữ gọi cái tình trạng là không buông được đó gọi là bị tuột cảm giác. Thực ra nó không phải là tuột cảm giác mà là cảm giác của các bạn ở trong trạng thái phụ thuộc. Ok, thế thì bây giờ để trả lời câu hỏi của em này. Nếu thực sự mà cảm giác của em bị tuột thì cái trạng thái như thế này nè, em bình an lành lặn. Tại vì nó chỉ tuột cái cảm giác yêu thôi. Em bình an, em lành lặn. Thì lúc đó câu hỏi là phải làm gì? Lúc đó tự nhiên trong em nó sẽ như thế này nè, tức là em bình an, lành lặn, chất lượng, giá trị, mà chỉ là cái cảm giác nó tuột thôi. Thì lúc đó tự nhiên cái mối quan hệ đó nó không còn, nó không xứng đáng nữa. Và khi mối quan hệ không xứng đáng thì bản chất mối quan hệ đã vỡ, nó không còn tồn tại nữa. Trên vũ trụ này nó là nó không tồn tại trên vũ trụ này nữa. Thì lúc đó tự nhiên là em sẽ đi tiếp trong cuộc sống và có những mối quan hệ khác đúng xứng đáng với cái phiên bản chất lượng đó. Ok. Còn cái thứ hai mà thường xảy ra nè, là ở đó mình bị phụ thuộc, và cái này có thể nói là đại đa số các bạn vợ là trong trạng thái này, nhưng lại nói là tuột cảm giác. Thì đó lý do tại sao các bạn không thể ly hôn mà các bạn nói như thế này nè. Vì con cái, vì tiền bạc, vì liêm sĩ, vì gì, thực ra nó là phụ thuộc hết. Nhưng mà họ nói vậy thôi, thực ra là họ bị đau. Okay. Nhưng mà họ vẫn thường dùng con cái là cái lý do lớn nhất họ thường vẫn nói mà. Thì họ nói như vậy, nhưng mà nó thực sự là sự phụ thuộc. Tại vì con cái ăn nhậu gì chuyện đó. Các bạn trong một cái mối quan hệ hôn nhân mà kém chất lượng, thì các bạn tách ra là tốt hơn cho con. Tại vì con nó không phải quan sát cái sự tổn thương, khó chịu, buồn, bã, tức giận, đau đớn đó. Nhưng mà chúng ta sẽ dùng cái lý do đó. Thì khi mà các bạn nữ trong trạng thái phụ thuộc đó, tức là không thể ra đi, ở thì không được hạnh phúc, thì bây giờ câu hỏi là làm gì? Thì câu trả lời nó như thế này nè. Cái câu trả lời nó chỉ, các bạn chỉ nhận nổi câu trả lời khi bạn thấy được nguyên nhân thôi. Và cái này trong cái lớp Hôn Nhân Hạnh Phúc và True Love thì tuần này đang có cái lớp đó. Nếu như các bạn không nhìn ra được một cái nguyên nhân của một cái mối quan hệ hôn nhân mà tại sao nó hư nha, thì các bạn vĩnh viễn không bao giờ có được một cái hôn nhân hạnh phúc thực sự đâu. Tức là những bạn mà đang ở trong cái mối quan hệ kém á, hôn nhân bị hư rồi nữa, mà các bạn không nhìn ra, thì bây giờ bạn lấy chồng 10 lần bạn cũng không hạnh phúc. Đó là lý do tại sao trên thực tế nha, là theo thống kê là nếu như ly hôn xong tái hôn thì cái khả năng ly hôn cao hơn. Hiển nhiên là cái ly hôn nó không nói lên bạn hạnh phúc hay không, nhưng mà một mối quan hệ vỡ xong quay lại là dễ vỡ hơn, lại quay lại là dễ vỡ hơn, thì nó nói rõ ra một điều là mình không biết sống hôn nhân. Và cái thực tế đó chứng minh là gì biết không? Là nếu như mà mình vẫn chưa hiểu được cái nguyên nhân của cái mối quan hệ tại sao nó không tốt, thì mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ có mối quan hệ tốt được. Là tại vì khi mà bạn hiểu được nguyên nhân thì có nghĩa là bạn đã biết cách xây dựng rồi đó. Cho nên ở đây anh đưa nguyên nhân một cách gọn thôi, là tại vì cái nguyên nhân này em phải có cả một cái nền tảng kiến thức về hôn nhân cái đã. Thậm chí em phải hiểu được cái tương quan trong cái hôn nhân là gì, ý nghĩa của nó, rồi thái độ của mình nên là gì, rồi những cái hành động nào nó xây cái gì, cốt lõi của hôn nhân là gì, làm sao mà xây. Nó giống như mình không biết nấu một cái nồi cơm, không biết giải một cái bài toán, mình nhào vô mình làm thì hiển nhiên nó không ra kết quả.
Thì bây giờ anh đưa cho em thấy cái nguyên nhân, tóm lại với dạng những cái nhóm nguyên nhân cơ bản nhất. Những cái nhóm nguyên nhân cơ bản nhất mà gốc rễ nhất nè, là cái phiên bản của cái người phụ nữ đó vẫn chưa ở trong trạng thái bình an đủ, chưa đủ nữ tính và chưa đủ giá trị. Đó là cái xa xôi nhất luôn á. Cái nguyên nhân mẹ của tất cả các nguyên nhân mẹ của tất cả các nguyên nhân mẹ, tức là nguyên nhân mà cố mà ngoại rồi đó, thì nguyên nhân xa xôi nhất là cái phiên bản nó vẫn chưa là cái phiên bản tốt đẹp để được hạnh phúc. Rồi xa hơn là nếu như cái phiên bản đó mà là đó, thì hiển nhiên sẽ biết cái cách để mà sống, tức là sẽ biết cái cách để xây dựng cái hôn nhân. Thì cái nguyên nhân mà gọi là gần hơn với cái hôn nhân, để cho em thấy là ở trong đó mình chưa có xây ra được những cái cảm giác vợ chồng yêu nhau. Mình chưa xây ra được trong một cái hôn nhân. Thì trong một cái hôn nhân có hai người, đây là cái phần mà đàn ông á, thì thường là, tức là đây là cái mà phụ nữ nghe thì cảm giác khó chịu, nhưng đàn ông nghe thấy hợp lý. Là trong một cái mối quan hệ hôn nhân thì nó có hai phần. Một phần là cái phần tài chánh, những cái thứ hữu hình, những cái thứ về mặt mũi, giống như là nói chuyện với thằng cha hàng xóm, khi có thằng nào lại nó phá nhà, hay là đối ngoại đối nội, hay là xây cái nhà, mua đồ là về gia đình, mang tiền bạc tài sản, lại xây dựng tiền bạc tài sản. Thì thường cái đó, đó là đàn ông phải chịu trách nhiệm, gọi là cái nhà, đàn ông xây cái nhà. Rồi cái phần kia đó là người phụ nữ là xây tổ ấm. Thì xây tổ ấm bạn thấy nó không nặng về cái nhà, mà nó nặng, tiếng Anh gọi là cái house đó, thì nó lại nặng về cái chữ home, tức là cái tổ ấm. Cái người mà xây tổ ấm nó không nặng về nhà, mà nó nặng về tổ ấm. Tức là nó không nặng về những thứ hữu hình, mà nó nặng về những cảm xúc vô hình ở trong cái căn nhà đó. Nó không, nó về những cái về tình cảm. Đó là lý do tại sao mà người phụ nữ thì là xây tổ ấm. Và cái này á, thì các cụ đã nhận ra, mặc dù không giải thích một cách cụ thể, nhưng mà đủ để chúng ta hiểu được. Nhưng mà ít ai thực sự hiểu nó được tới cái mức mà áp dụng được vào cuộc sống lắm. Thế nên ai cũng nói được câu đó, nhưng mà làm được mình nghĩ chẳng tới 10% đâu. Thế thì xây tổ ấm là xây cái gì? Đúng không? Bây giờ nếu mà nó xây tổ ấm bằng các bạn mà nghĩ tới đẻ con qua rồi tắm rửa con, dạy con, rồi nấu cơm, nấu nước, lo cho chồng, cái đó đâu phải xây tổ ấm, nó chưa đủ. Đây là định nghĩa cho cái tổ ấm là cái cảm giác vợ chồng yêu nhau. Đồng ý không? Bạn nghe thấy có phải là nó là cái cốt lõi không? Đương nhiên nó phải tất cả, nhưng mà là cái cốt lõi. Tại vì nếu có cảm giác vợ chồng yêu nhau thì gì biết không? Thuận vợ thuận chồng thì tác biển đông sẽ cạn. Nếu có cảm giác vợ chồng yêu nhau, tất cả những thứ khác nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Nhưng mà thế thì quay lại, đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Thế thì bây giờ biết cách xây tổ ấm chưa? Tổ ấm là cái gì anh? Tổ ấm là cảm giác vợ chồng yêu nhau. Đã biết cách xây cảm giác vợ chồng yêu nhau chưa? Chưa. Bây giờ xây cảm giác vợ chồng yêu nhau là làm cái gì? Ok, nó có những cái nền tảng. Giả sử như để tạo ra được cái cảm giác đó thì nó có ba cái nền tảng này, ba cái cấu thành cái cảm giác vợ chồng yêu nhau: sự lãng mạn, sự tôn trọng và sự kết nối. Ba cái đó, ba cái đó cộng lại xây ra, đúc lại với nhau, ép vào nhau, chồng lên nhau, tất cả nó ra cái cảm giác vợ chồng yêu nhau. Cho nên chúng ta phải xây những cái đó. Thế thì xây bằng cách nào anh? Nó là những cái khối hành động có tính thiết kế. Và khi những hành động, khi những biến cố xảy ra, sự khác biệt về quan điểm, đúng không? Sự khác biệt về những cái cách nghĩ, hay là khi có biến cố trong cuộc sống, thì lúc đó là cơ hội để xây kết nối. Đối với một số bạn kêu là đó là nguyên nhân để hôn nhân tan vỡ. Tụi em không đồng quan điểm. Tụi em không đồng quan điểm là điều tốt đẹp. Tại vì chính từ đó mới xây được sự kết nối. Nếu tụi em giống nhau y chang thì nó không ra cái kết nối. Chính vì có cái sự khác biệt đó mà nó có việc mà làm. Và việc mà làm là sự kết nối đó, kết quả của nó. Cho nên với những bạn nào mà không biết xây dựng thì coi đó là lý do để bị hư. Còn với bạn nào mà biết xây dựng thì đó là cái để làm được hạnh phúc. Thì anh tiếp tục. Nếu như em xây được ba cái nền tảng đó, hay là ba cái thành phần đó, em sẽ ra cảm giác vợ chồng yêu nhau. Khi ra cảm giác vợ chồng yêu nhau thì nó ra một cái hôn nhân tốt đẹp. Thế thì bây giờ hỏi là em phải làm gì? Em phải xây cái đó đi. Tuy nhiên để xây được cái đó, em thấy là phiên bản một người phụ nữ bình thường, anh dùng chữ này nó hơi không biết, không phán xét thì không thể nói phán xét, nhưng mà để diễn đạt mức độ một người phụ nữ tầm thường thì làm sao có thể có giá trị hôn nhân cao, đồng ý không? Tại vì người phụ nữ nắm phần xây tổ ấm. Tức là một người chưa phải là thợ, không biết làm việc, thì làm sao tạo ra được những sáng tạo, hay là phát minh, hay làm ra được những sản phẩm chất lượng? Phải là một cái người thợ ở một cái đẳng cấp này thì mới làm ra được cái sản phẩm này, mới tạo ra được những cái dịch vụ chất lượng sản phẩm đó. Một người giải được cái bài toán khó như thế này thì phải là một người có cái năng lực giải toán này. Cho nên là một người phụ nữ mà ở cái mức độ phát triển quá thấp, phiên bản hồi nãy anh nói đó, cái lý do mẹ của tất cả lý do, chưa có gì hết,
thậm chí còn không thăng bằng, tổn thương, phát cái tổn thương của mình vào cái hôn nhân, tấn công mình đúng đang đang và nghĩ mình luôn đúng, gây gổ luôn, lý luận tranh luận và luôn nghĩ là người ta sai. Cái người mà luôn nghĩ người ta sai là cái người chưa biết cái cách sống để được hạnh phúc. Thì bê nguyên cái đó vào trong cái hôn nhân, chứ đừng có nói thì chớ chuyện xây dựng, tức là vô làm hư tiếp. Trong khi các bạn nữ là nắm phần xây tổ ấm, tức là các bạn nắm nhiều cái công cụ hơn rất là nhiều. Cho nên là cái lý do mẹ vẫn thấy, em thấy là vẫn phải là tu thân trước rồi mới tề gia sau. Mình trước rồi mối quan hệ hôn nhân nó mới đi tới được tốt. Mình không là cái đó không bao giờ ra mối quan hệ chất lượng. Nó ruông ra mối quan hệ tương ứng. Nếu mình có nhan sắc nhưng mình tổn thương sẽ ra một cái mối quan hệ hôn nhân có nhan sắc mà tổn thương. Nếu là mình mối quan hệ tổn thương mà không có nhan sắc luôn thì nó sẽ ra một cái mối quan hệ mà không có nhan sắc và không tổn thương. Nó tương ứng y chang vậy à. Cái người đàn ông sẽ y chang mà sẽ tương ứng. Cho nên câu hỏi làm gì? Phiên bản là một, xây dựng mối quan hệ là hai, tu thân và tề gia. Quay lại cái cách trả lời của các cụ ngày xưa. Ok không? Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.